Ok, bây giờ mình đang đi ở tới khu vực khu The Rainbow. Khu này là 17 tòa và đã bàn giao nhà cho khách. Thì hiện tại đây là vị trí trường mầm non, đã xây hàng rào và đã xây thêm xong móng rồi nè. Thì chủ đầu tư chắc có thể là sẽ tiến hành xây dựng trường mầm non trước để cho cư dân gửi con vào đây. Nhưng con các em nhỏ, khu vực đây là cũng một khu vực trường học. Hiện tại là em chưa thấy là có thi công gì hết, là đang trồng cây, ươm cây ở đây đó. Thì tương lai ở đây cũng sẽ có trường học thôi. Đây là tòa S303, tòa này là đã bàn giao nhà cho khách và cư dân cũng đã ở rồi. Ok, đây là tuyến đường Nguyễn Xiển Long Phước, nối từ đầu đường Nguyễn Xiển vào trong tới khu nhà phố và tới cầu Long Phước luôn, Long Đại luôn. Đường rất là rộng, đường này khoảng 30 mét. Rồi, quý anh chị coi clip mà nếu cần thông tin về dự án, hiện tại em đang bán phân khu The Origami và chuẩn bị mở bán S10. Nếu anh chị cần thì cứ liên hệ em theo số điện thoại bên dưới. Cảm ơn.